Kính thưa quý khán thính giả người Việt khắp nơi, kính thưa quý vị, sau 2 ngày diễn ra hội chợ Tết văn hóa và nhân quyền tại History Park, thành phố San Jose, ngày hôm sau, 31 tháng 1, 2022, các anh chị như anh Cao Hồng, anh Đặng Long, Hoàng Thưởng, chị Mai Khanh, anh Đức, Diệp Dân, đặc biệt là Thế Vũ thuộc văn phòng giám sát viên quận hạt Santa Clara, Australia, đã dọn dẹp sạch sẽ khuôn viên tổ chức hội chợ. Nghệ Lữ ghi nhận những hình ảnh như sau. Kính thưa quý khán thính giả người Việt khắp nơi, kính thưa quý vị, hôm nay ngày 31 tây tháng 1 năm 2022, sau 2 ngày 29 và 30 cái hội chợ Tết văn hóa và nhân quyền đã hoàn tất, thì thưa quý vị, giờ này tất cả những anh em đang dọn dẹp để clean up, để trả cái History Park trở về nguyên thủy. Thì kính thưa quý vị, trong cái việc làm hội chợ Tết này, chúng tôi vô cùng trân trọng cái sự đóng góp của anh Thế Vũ. Anh là người thay mặt cho ông giám sát viên Otterley đã hỗ trợ rất là nhiều cho hội chợ Tết này, và hôm nay thì anh đã điều động rất là nhiều người để đến phụ giúp. Thế Vũ biết rằng là trong ban tổ chức ngày hôm nay đó là đã có chuyển lời trực tiếp đến Otterley về cái sự mà hết sức là tích cực giúp đỡ cho hội chợ này. Thì em có thể tâm tình rằng qua cái việc làm vừa qua của hội chợ Tết 2 ngày đó, thì em nhận định như thế nào, và em có những cái gì để mà muốn nói với đồng bào khắp nơi về cái việc mà phải duy trì cái hội Tết như của người Việt chúng ta như thế này, Thế Vũ? Dạ, cảm ơn anh và kính chào toàn thể quý vị. Tôi Nguyễn Thế Vũ, thay mặt ông giám sát viên Otterley, gửi lời mừng xuân đến quý vị cùng quý gia đình. Tết rất là quan trọng. Nó là một cái văn hóa mà chúng ta không những chia sẻ cho con cháu, chúng ta ngoài đó ra chia sẻ cho các sắc dân khác nữa. Vì đây là quận hạt Santa Clara, là một cái nơi mà đa văn hóa, và cộng đồng của chúng ta những ngày Tết là chúng ta đóng góp vào cái đa văn hóa này, cho cái quận hạt này nó được phong phú hơn và được thịnh vượng hơn. Thì thay mặt ông giám sát viên và quận hạt Santa Clara, xin chân thành tri ân ban tổ chức đã cho ông Otterley có cơ hội để phục vụ cộng đồng người Việt. Vâng, nhưng mà cái cảm tưởng của Thế Vũ đó khi tham dự trong những ngày vừa qua, với cái việc cố gắng hết sức trong thời gian rất là ngắn làm được như thế này, Thế Vũ có những cái tâm tình gì để nói với ban tổ chức cũng giống như nói với đồng hương đi tham dự xuân trong 2 ngày qua? Dạ, chương trình rất là thành công. Này là do nhiều anh em là trong cái ban tổ chức, người nào cũng cộng tác một tay làm, cho nên đây là một cái sự rất là tốt. Thì phải mọi người mừng xuân như vậy là phải cảm ơn tất cả các anh em trong ban tổ chức đã đứng ra đã tổ chức cái xuân này cho bà con. Vâng, kính thưa quý vị, chúng tôi nói điều đó là bởi vì thưa quý vị thấy rằng đó, trong thời gian rất ngắn mà làm được thế này, mà đặc biệt là tôi nói thẳng rằng mà chúng tôi là một phóng viên đi theo dõi những cái hoạt động ở đây, thì hôm nay thì quý vị thấy rằng cái sự ồn ào, cái sự náo nhiệt, cái sự vui mừng và nói chung rất nhiều lời khen của khách du xuân. Thì phải nói thẳng rằng chúng tôi cảm ơn rất là nhiều giám sát viên Otterley, cảm ơn Thế Vũ đã từ những 4-5 ngày nay, và ngay hôm nay là cái lúc mà dọn dẹp thì lại là điều những người thế này. Chúng tôi cảm ơn Thế Vũ rất là nhiều. Mời Thế Vũ gửi lời đối với ban tổ chức, nếu mà Thế Vũ cần nói điều có điều gì vui hay có điều gì không vui. Dạ, nhân dịp đầu năm, mến chúc quý vị cùng quý đồng hương một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Trước mặt quý vị là kỹ sư Cao Hồng. Anh là một cái người đã làm rất là nhiều việc để có cơ hội chợ Tết văn hóa và nhân quyền năm 2022 tại đây. Thì thưa quý vị, cái giờ phút này là đã xong được cái 2 ngày hội chợ và mọi người đang tiếp dọn. Thì thưa anh, với tư cách đó là phó ban tổ chức phụ trách về ngoại vụ, mà anh là cái đầu óc để làm mọi điều, mà ngày hôm nay anh nhìn thấy hình ảnh đó là những anh em làm như thế này, thì thưa anh có những cái cảm nghĩ hay nhận xét gì và nói với mọi người, thưa anh? Dạ thưa, tôi là Cao Học. Thứ nhất xin kính chào quý vị. Thay mặt cái ban tổ chức, chúng tôi rất là cảm ơn cái sự đóng góp của tất cả những đồng bào đã đi tới đây để mà tham gia cái chợ Tết văn hóa. Thực sự ra khi anh em chúng tôi tổ chức hội chợ Tết này, chúng tôi muốn mang lại cái niềm vui cho tất cả những đồng bào mình ở tại nơi đây. Chúng ta sống tha hương, và trong cái quá trình mà để thành lập cái chợ Tết và đồng thời xây dựng cái chợ Tết này đó, chúng tôi đã được rất nhiều cái sự yểm trợ từ bên Việt Museum cho tới bên cái hội đồng quản trị của cái Park. Chúng tôi ngoài ra chúng tôi được sự đóng góp rất nhiều của tất cả những anh chị em thiện nguyện, của truyền thông báo chí, của tất cả mọi người, và trong đó chúng tôi thật sự là cảm ơn cái sự đóng góp của bên hội đồng của bên quận hạt
Santa Clara của các thành phố, và đặc biệt là dưới cái sự giúp đỡ của bên ông giám sát viên Otali. Và chúng tôi nghĩ rằng là ngoài ra đã có những sự đóng góp của những người đã làm việc với ông Otali, giống như anh Thế Vũ và tất cả những cộng sự viên khác của ông Otali. Và nhân đây chúng tôi cũng xin có đôi lời để cảm ơn anh với ông giám sát viên Otali, Honorable Supervisor Otali. On behalf of the Federal Committee, I would like to say thank you for all your support. Without your support, we don't have a festival for the people, the Vietnamese people in this area. And again, on behalf of the Festival Committee, I would like to bring my sincere appreciation for all your support. Thank you very much. Đây là anh Đặng Long. Phải nói rằng một con người mà khi đến những cái event, anh đều là cái người làm nhiều hơn nói. Đặc biệt chúng tôi rất là cảm động khi mà trong những cái giờ phút huy hoàng nhất, giờ khai mạc rồi mọi người đi du xuân, hàng mấy ngàn người đi du xuân, thì anh lại không được chứng kiến vì có cái việc gia đình phải đi xa. Nhưng mà đáng lẽ ra cái công việc nó xong rồi thì anh cũng không cần thiết phải có mặt ở đây trong lúc này, thưa quý vị. Nhưng chúng tôi thấy rằng Từ ở Nam Cali đã bay về và đã đến đây để mà dọn dẹp sạch sẽ mọi điều. Thì thưa anh có thể là qua những cái hình ảnh mà ghi nhận được đó, thì những cái việc làm của tất cả những em trong thời gian vừa qua rất ngắn, người ta làm chợ Tết rất là thành công. Thì thưa anh có điều gì muốn nói, thưa anh Long? Trước hết là tôi đầu năm, tôi kính chúc quý đồng hương một năm mới dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Và kế tiếp là tôi muốn nói cái chương trình xuân này thật sự ra tôi nuôi có 6 tuần. Đúng. Trong 6 tuần, 5-6 anh em tôi họp lại và quyết định là làm cái event này. Tại vì thật sự ra ở trong cái mùa Covid này không ai làm hết. Chúng tôi cảm thấy là đồng hương có thể là buồn, thiệt thòi về vấn đề vui xuân. Cho nên chúng tôi quyết định làm cái này. Thì trong thời gian làm, như quý đồng hương biết là chỉ có 6 tuần. Chúng tôi là tất bật ngày đêm rồi... sáng tạo những cái công việc và lo đi thuê, đi mướn, đi mượn dụng cụ, hay là kêu gọi đồng hương cộng tác với anh em chúng tôi. Thì ngày hôm qua, mặc dù là San Diego, nhưng mà tôi coi trên YouTube, tôi thật sự là xúc động và rất mừng vì đồng hương, sự có mặt của đồng hương ở đây là chứng tỏ ra là anh em chúng tôi làm việc có chất lượng và hiệu quả. Từ chỗ đó cho nên là tôi sau khi công việc gia đình xong thì tôi cũng phải quay về đây, và tôi vẫn tiếp tục với anh em để dọn dẹp cái công tác này. Thì tôi hy vọng rằng nếu tương lai mà anh em chúng tôi có làm nữa thì xin ủng hộ, là cứ tới là chúng tôi vui rồi. Tôi xin dứt lời và kính chúc tất cả mọi quý đồng hương một năm mới là bình an. Dạ vâng, thưa anh, bất cứ một cái bên nào đó nó cũng có những cái sự mà ý kiến này, ý kiến nọ vân vân, có những sự trục trặc này khác, thì anh có vui buồn gì không, và điều gì anh cần muốn nói? Nếu anh là một người, chúng tôi biết là một người activity, luôn luôn là hoạt động mà không làm, không nói gì hết, thì Long có điều gì muốn chia sẻ với đồng bào? Bởi vì có những cái điều vui buồn, thì anh có điều gì vui hay buồn gì anh có thể nói thẳng luôn ạ? Tôi xin nói trong gia đình cũng vậy mà, cứ cái số đông mà trở lên thế nào cũng có rất nhiều ý kiến. Nhưng mà tôi hy vọng tất cả mọi việc á, mình có thể là bất đồng nhưng mà không nên bất hòa. Cái đó là cái điều rất quan trọng. Tại vì thật sự là mỗi người có một cái suy nghĩ khác nhau, nhưng mà mình một mục đích chung, vì một mục đích chung mình cứ đi đây, cứ con đường đó mình đi thì mới có kết quả được. Tôi cũng chỉ mong là nếu mà có chuyện gì mà nó nhỏ nhặt ở trong cái chuyện tất cả mọi cái sinh hoạt của chúng ta, thì chúng ta nên để qua một bên và nghĩ tới tương lai, nghĩ tới đồng hương, đồng bào. Tại vì chúng ta đã qua đêm đây mà đất lạ, thành ra chúng ta cần phải sát cánh với nhau, chung tay với nhau thì chúng ta mới lớn mạnh được. Alright, please repeat about this. Sure. Yeah. I thought that the Tet Cultural Festival was fantastic at History Park. Brought a lot of people in and we learned a lot about Vietnamese culture, heritage and history. Alright. And also we you have to introduce him. He's the president of History Park. Alright. Hi, president. Alright. Very, very happy to see you already. And you, he said he's very happy to see we have the festival. Oh, right, yeah. Here. Yeah. You're happy to introduce the, you know, the Vietnamese culture to the other people. And like for the last 2 days,
You saw a lot of people in traditional. I know brand. The clothes yeah. are beautiful. Even like the whole family from yes. parent to the kid, you know. I know. It was and fantastic. Then it's just like the picnic in the park or the New Year in the park. And everything here is a beautiful. The park is a beautiful, and the weather is a beautiful. So we are very happy. And, yes. And on behalf of the committee, we appreciate. Oh no, we appreciate you guys. As I was talking to Megan yesterday, I said no, it's all of us that do this together. Yeah, it's not just you know. Yeah. We need to all work together to make amazing events like that happen. And we would like to bring. You know the issue for everybody here. Mm-hmm. They know History Park. History Park, yes, it's a beautiful park and very rich in culture. All right. You can see own activity happen here, and I think after this festival, more and more people. I'm hoping come here. That'd be great. Exceptionally with the Vietnamese people. That'd be great. They will be all around the world, and they heard about that. That's a nice. A lot of people from OC they call and why you have it. And were you lucky? More people come to the museum and more people come to History Park. Yeah. That's awesome. Anh nói luôn đó là đó hôm nay là đã dứt cái đó rồi thì nó đánh giá như thế nào để chúng ta dọn dẹp ở đây. And he would like to ask you today that we finish everything and ask you what you see, you know, after content or not content. And you what you see here, you are you happy or you? Oh, I'm totally happy. Oh no, totally it's happy. Great. Yes, yes. Okay. Yes, we, you know, because always after any event, always we want to don't give don't give guilty for anyone. But you know, I would like to say something to say thank you for for the. For the supervisor Arthur Lee and all his staff, they come here and help us with everything. And also, you know, even they help in the setup on the tent and everything. And appreciate the supervisor Arthur Lee and especially for Mr. Thế Vũ. And on behalf of the committee, really appreciate about the help. Thank you. And say thank you. Thank you for okay, and always having support there. And happy new year for everybody. Yes, happy new year to you and for your family too, all right? Thank you. Thank you. Thank you.